Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay chủ nhật ngày 26 tháng 9 có những thông tin đáng chú ý. Tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và quản lý chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm OCOP. Ảnh hưởng của bão số 6 làm sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Phước Sơn. Huyện Núi Thành tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Du lịch xanh xu hướng tất yếu cho du lịch thời hậu dịch COVID-19. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Nam khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng vùng sản xuất tập trung theo Nghị định 98/2018 của Chính phủ, nhất là đối với một số sản phẩm có giá trị hàng hóa cao, có lợi thế, doanh nghiệp đầu tư và theo xu hướng phát triển của thị trường. Ngành nông nghiệp và các địa phương tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và quản lý chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm OCOP. Giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ cải tiến mẫu mã bao bì, đăng ký thương hiệu, thông tin tìm kiếm thị trường, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến cách thức quản lý, kỹ thuật nuôi trồng an toàn, sản xuất theo chuỗi sản phẩm sạch và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, xây dựng và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sản phẩm được ưu tiên là các chuỗi rau quả, sản phẩm từ gia súc, gia cầm, thủy sản và nông sản. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác phải thực hiện chứng nhận theo tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mã vùng trồng, vùng nuôi, thực hiện thủ tục đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu thương mại sản phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cấp các ngành đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại theo sản phẩm chủ lực và đặc trưng của tỉnh, tiếp tục tăng cường tiếp thị quảng bá sản phẩm để tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, chủ động tìm thị trường và hợp tác liên kết sản xuất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đưa ra kế hoạch cụ thể để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Trung du miền núi đến năm 2025. Cùng với chuyển đổi cây trồng, phát triển mạnh cây dược liệu và chăn nuôi, thì các huyện miền núi phải chú trọng vào kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gia trại theo hướng nông nghiệp sạch, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Theo đó, mục tiêu đưa ra là chuyển đổi khoảng 4.000 ha gieo trồng lúa nương rẫy hiệu quả thấp sang trồng cây lấy hạt và cây dược liệu để nâng cao hiệu quả hơn, đồng thời gắn mục tiêu chăm sóc bảo vệ rừng để tăng thu nhập cho người dân. Các huyện miền núi thấp phát triển khoảng 1.000 ha cây hồ tiêu giống bản địa, khu vực vòng núi cao trồng mới 15.000 ha cây dược liệu, bao gồm sâm ngọc linh, sa nhân, ba kích, đạn sâm, quế và một số cây dược liệu khác có liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Diện tích cây cao su giữ mức ổn định từ 13 đến 14.000 ha. Riêng các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nông Sơn, Hiệp Đức, Đông Giang và Nam Giang xây dựng các vùng rừng trồng nguyên liệu gỗ phục vụ cho công nghiệp chế biến với quy mô diện tích khoảng 200.000 ha và liên kết với các nhà máy để giải quyết đầu ra, tăng thu nhập cho người dân vùng nguyên liệu. Hiện nay, người dân huyện Tiên Phước tập trung chuyển đổi cây trồng, thay thế dần những cây ăn quả đã thoái hóa, già cỗi, kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp thổ nhưỡng. Thông qua các cơ chế hỗ trợ, nhiều địa phương hướng dẫn tạo điều kiện để người dân trong vùng trọng điểm như xã Tiên Mỹ, Tiên Cảnh, Tiên Kỳ, Tiên Lộc, Tiên Thọ phát triển diện tích cây măng cụt, năng suất và thu nhập ổn định hơn các loại cây ăn quả khác. Chỉ tính riêng năm 2021, người dân các địa phương vùng trọng điểm phát triển hơn 50 ha cây măng cụt, nâng tổng diện tích cây ăn quả này lên hơn 320 ha. Loại cây này thích nghi tốt với khí hậu thổ nhưỡng ở khu vực Tiên Phước, ít bị gãy đổ khi gió bão, tuổi thọ cao có khả năng sống hơn 100 năm. Trong đó, giá trị kinh tế cao, thị trường ổn định, thu hoạch và bảo quản dễ nên người dân ưa thích phát triển mạnh cây măng cụt. Hiện nay, huyện Tiên Phước có 31 hectare cây măng cụt từ 10 đến 20 năm tuổi, mỗi cây có thể đạt được 20 kg quả. Cây trồng sau 20 năm năng suất đạt đến 35 kg quả mỗi năm. Đây là loại quả cao cấp nên giá bán luôn cao, với năng suất bình quân mỗi vụ khoảng 30 tạ trên 1 hectare. Các nhà vườn có thể thu khoảng 350 triệu đồng trên 1 hectare sau khi trừ chi phí. Dù không có thiệt hại về người và nhà ở của người dân, nhưng do ảnh hưởng của bão số 6, mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Phước Sơn đã gây thiệt hại khá lớn về hạ tầng giao thông.
Trên tuyến đường DH1 từ xã Phước Chánh đi Phước Thành có 4 điểm sạt lở lớn. Trong đó, tại điểm cầu Cống Bản thôn 3, xã Phước Chánh đã bị nước cuốn trôi hơn 10 mét mặt đường, chia cắt giao thông hoàn toàn giữa Phước Chánh đến xã Phước Kim, Phước Thành. Tại khu vực Đồi Chim, xã Phước Kim cũng bị sạt lở lớn, hàng ngàn mét khối đất đá bị rơi xuống ta luy âm. Đất đá trên đồi cao phía ta luy dương ở khu vực này cũng sạt lở xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn giữa hai xã Phước Kim, Phước Thành. Trên tuyến đường DH5, từ xã Phước Công lên Phước Lộc có 5 điểm sạt lở lớn nhỏ. Bùn đất từ ta luy dương tràn xuống mặt đường khá lớn, khiến các phương tiện không thể qua lại được. Ngoài ra, tại các điểm sạt lở từ mùa mưa cuối năm 2020 vừa được khắc phục tạm thời cũng bị hư hỏng trở lại, ô tô không thể qua lại được. Mưa lớn cũng làm rơi mất một nửa gầm tạm bắc qua suối, gây chia cắt thôn Trà Văn A, xã Phước Kim với 65 hộ, 250 nhân khẩu. Lãnh đạo huyện Phước Sơn cũng đi kiểm tra thực tế tại hiện trường, đồng thời yêu cầu các xã kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai, rà soát các vị trí dân cư có nguy cơ cao về sạt lở đất để chủ động di dời, chốt chặn các tuyến đường DH bị sạt lở, nguy cơ mất an toàn không cho người dân qua lại. Bên cạnh đó, phải đảm bảo lương thực thực phẩm để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân nếu bị chia cắt cô lập. Thưa quý vị, hành khách chưa tiêm vaccine vẫn được đi máy bay, tàu xe và các phương tiện vận tải khác. Đây là nội dung dự thảo mới nhất về kế hoạch mở lại hoạt động vận tải của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, tại dự thảo mới, Bộ Giao thông Vận tải chỉ yêu cầu hành khách phải thực hiện nghiêm 5K, các quy định về phòng chống dịch và khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, bỏ điều kiện phải tiêm 2 mũi vaccine, trong đó mũi 1 ít nhất 14 ngày, hoặc F0 đã khỏi COVID-19 hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Các địa phương đang giãn cách theo chỉ thị 15, chỉ thị 19 được tổ chức vận tải hành khách theo mức độ hạn chế. Các địa phương đang bình thường mới được tổ chức vận tải hành khách hoạt động bình thường. Các địa phương đang giãn cách theo chỉ thị 16 không tổ chức hoạt động vận tải hành khách. Tuy nhiên, các sân bay, nhà ga, đường sắt được hoạt động và tiếp nhận hành khách để đi đến các địa phương không áp dụng chỉ thị 16. Những nội dung tại dự thảo mới được Bộ Giao thông Vận tải xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các địa phương và đang lấy ý kiến góp ý của Bộ Y tế. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Cụ thể, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng, hỗ trợ 1.800.000 đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng, hỗ trợ 2.100.000 đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng, hỗ trợ 2.400.000 đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng, hỗ trợ 2.650.000 đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng, hỗ trợ 2.900.000 đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên, hỗ trợ 3.300.000 đồng một người. Nguồn kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng từ các dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị, cùng với công tác khắc phục hậu quả bão số 5, số 6, huyện Núi Thành đang tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các đơn vị địa phương trên địa bàn huyện Núi Thành tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên sóng phát thanh, tuyên truyền trực quan tại các cuộc họp khu dân cư. Qua đó, vận động nhân dân thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, đồng thời thực hiện tốt việc tạm dừng các hoạt động theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành khi xảy ra ca dương tính trên địa bàn xã đảo Tam Hải. Tình hình chống Covid ở tại khu 3 thị trấn Núi Thành thì thực ra hôm nay là cái tổ Covid làm việc rất là nhiệt tình. Những bà con ở nơi khác về thì đã cách ly ngay tập trung 100% và một số là cách ly tại nhà. Riêng những bà con từ nơi xa đến đây làm ăn buôn bán sinh sống thì tổ Covid đã ghi danh sách, ghi số điện thoại và hướng dẫn họ đến cái trạm y tế để khai báo y tế một cách đầy đủ. Tại thị trấn Núi Thành, nơi tập trung đông dân cư và nhiều cơ sở dịch vụ kinh doanh, chính quyền và mặt trận đoàn thể nơi đây tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19,
vận động người dân tạm dừng các hoạt động theo quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và thực hiện nghiêm ngặt đồng bộ các biện pháp khác để phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thị trấn Núi Thành cũng tiếp tục duy trì cái kế hoạch triển khai thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh COVID trên địa bàn. Trong đó thì chúng tôi chú trọng các nhiệm vụ cụ thể như sau. Cái thứ nhất là duy trì cái hoạt động của cái tổ giám sát tuyên truyền ở cộng đồng dân cư. Cái thứ hai là chúng tôi phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thị trấn. Cái thứ ba là chúng tôi tập trung triển khai công tác tuyên truyền vận động cũng như xử lý các cái vi phạm ở các cái nơi như là các cái phòng quán, rồi cái khu vực ở chợ thị trấn, rồi những người bán hàng rong, và đặc biệt là chúng tôi quản lý, tập trung quản lý chặt chẽ các cái đối tượng được cách ly tại nhà để đảm bảo các cái điều kiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID. Hiện tại, huyện Núi Thành đang tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các ban ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 khi có điều kiện, đồng thời duy trì các khu cách ly tập trung, vận động các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm hỗ trợ công tác phòng chống dịch, góp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, trong những năm qua, du lịch xanh đã góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên của Quảng Nam. Tiếp tục phát huy kết quả này cũng là để thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng bền vững. Quảng Nam đã ban hành kế hoạch phát triển du lịch xanh đến năm 2025, hướng đến mô hình phát triển bền vững hậu dịch COVID-19. Đây cũng là thông điệp Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9 năm nay, sau gần 2 năm ngành du lịch thế giới đối diện với sụt giảm chưa từng có. Staycation, xu hướng du lịch tại chỗ gần đây đã trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách. Thay vì những chuyến đi xa dài ngày, mọi người chọn cho mình những kỳ nghỉ ngắn cuối tuần tới những địa điểm gần nhà. Với hình thức này, du khách không cần nhiều thời gian di chuyển mà vẫn thay đổi không gian, được thư giãn và giải trí. Thói quen sinh hoạt hàng ngày đã thay đổi rất nhiều để phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch. Nhiều người cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán trước những hạn chế đi lại, những ngày làm việc bó buộc tại nhà, không giao lưu, gặp gỡ bạn bè, vân vân. Du lịch chính là cách để con người vượt ra khỏi vòng xoay đầy áp lực và mệt mỏi đó. Đây là những cái mô hình của các doanh nghiệp ở Quảng Nam cũng như là các doanh nghiệp hiện tại ở cả nước đang có định hướng là sẽ đầu tư để làm mới những cái sản phẩm thiên về nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh để nó phù hợp với cái xu thế phát triển bền vững của thị trường du lịch trên thế giới. Chúng ta phải bắt đầu xây dựng những sản phẩm du lịch, những giá trị để sống chung với dịch là một điều phải làm, chứ chúng ta không thể chống cự lực nữa, chúng ta phải thuận với tự nhiên thôi. Và chúng tôi nghĩ rằng là du lịch chúng tôi cần phải khẳng định rằng là hầu lúc này là lúc cần phải làm giá trị sản phẩm thật sâu hơn. Quảng Nam được biết là một trong những điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Hội tụ nhiều giá trị văn hóa lịch sử lâu đời và khác biệt. Nổi bật là hai di sản văn hóa thế giới, đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn. Cùng với đó, khu dự trữ sinh quyển thế giới của Lâu Chàm và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là nghệ thuật bài tròi đã được UNESCO công nhận. Cùng với tiềm năng du lịch biển, hệ thống sông ngòi, ẩm thực bản địa đặc sắc, Quảng Nam còn hội tụ nhiều giá trị văn hóa, các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa, lịch sử đa dạng và hàng trăm làng nghề truyền thống, lễ hội độc đáo đã tạo nên những nét riêng có về vùng đất và con người xứ Quảng chân tình và mến khách. Quảng Nam cũng được biết đến là địa phương có lợi thế, tiềm năng về du lịch nông nghiệp, nông thôn, miền núi, làng quê, làng nghề với nhiều cảnh quan tự nhiên hoang sơ, hấp dẫn, tính đa dạng sinh học cao và các giá trị văn hóa bản địa độc đáo. Với khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh, cách làng du lịch cộng đồng Bờ Hồng, Đờ Rồng ở Đông Giang, làng dây thổ cẩm Gia Ra ở Nam Giang, rừng cây di sản Pơ Mu ở Tây Giang, vùng sâm Ngọc Linh ở Nam Trà My, làng cổ Lộc Yên ở Tiên Phước, làng rau trà Quế Hội An, làng du lịch sinh thái ven sông như Đại Bình, Trà Nhiêu, Chim Tây, Gò Nổi, v.v.
Trên cơ sở những tiềm năng này, định hướng phát triển du lịch xanh được ban hành là điều kiện tốt để những mô hình du lịch sinh thái gắn với các khu resort, nhà hàng cao cấp theo xu hướng văn hóa sinh thái đã ra đời. Thế mạnh của Hội An là du lịch xanh. Nếu muốn làm du lịch thì du lịch xanh. Bởi vì mình cái lực mình nó không có bằng những doanh nghiệp khác, những địa phương khác, thì chỉ có du lịch xanh mới bền vững là mới tồn tại được. Do đó chúng tôi trong Hiệp hội Du lịch Quảng Nam thì cũng rất cố gắng nỗ lực tìm ra những hướng đi thiên về du lịch bền vững. Trong đó có du lịch xanh là một trong những dạng du lịch bền vững để cho tất cả những doanh nghiệp có cái điều kiện, có cái định hướng rõ ràng như vậy để đi theo. Và hy vọng rằng với cái hướng đi đó thì sẽ có được cái nguồn khách nhất định. Tuy không phải là tất cả khách nhưng mà có một nguồn khách nó sẽ rất là riêng cho cái dạng du lịch đó. Chúng ta biết rằng là cái phát triển du lịch bền vững hiện nay ở thế giới là nó là một trào lưu không thể đi ngược lại được. Và hầu hết các khách du lịch mà có hiểu biết, họ đều chọn những cái doanh nghiệp mà có tiêu chí phát triển du lịch bền vững, tiêu chí môi trường, tiêu chí về xã hội, tiêu chí về hiệu quả kinh tế, cái ba trụ cột đó. Nếu so sánh giữa ba miền và các địa phương khác nhau, hiện nay Quảng Nam vẫn là cái địa phương, Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng vẫn là địa phương đi đầu, tiên phong trong cái việc phát triển du lịch bền vững từ lãnh đạo tỉnh và cho tới các doanh nghiệp. Mong muốn đi du lịch và khám phá của con người là một hành vi phổ biến. Đó là lý do vì sao du lịch phải được mở cửa cho tất cả mọi người cùng trải nghiệm. Đồng thời cũng phải đảm bảo rằng du lịch mang lại lợi ích kinh tế và xã hội cho tất cả mọi người. Dựa vào tự nhiên và văn hóa, có giáo dục môi trường, đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững, có sự tham gia tích cực của cộng đồng du lịch địa phương. Quảng Nam cũng đã xác định phát triển du lịch xanh là chìa khóa để phát triển du lịch có trách nhiệm bền vững. Đây cũng là thông điệp được Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO nêu bật trong Ngày Du lịch Thế giới năm 2021, sức mạnh của du lịch vì sự tăng trưởng bao trùm. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.